Mốc quà thì là mốc từ mốc 50 điểm là có gói cộng 6 đến 8 này. 80 điểm là có BTB 5 đến 7 ôn. 6 đến 8. Đang chơi 100 FC để 400 4 mốc 400 chắc tầm 4k FC. Đấy, để xem là 800 FC này chơi được gần mốc 100 không? Được gần mốc 100 thì chắc em nó sẽ nạp nốt nạp thêm. 600 này. Vậy đi. Xem mốc 100 là bao nhiêu FC đủ. Anh nghĩ là phải nạp thêm đấy em ạ. Anh nghĩ phải nạp thêm đấy. Rồi 1,2. À, mày báo lắm, mày lúc nào mà chẳng báo anh. Bảy mươi ba rồi em ơi, 73 rồi, chơi mốc 80 đi, lại lấy thêm cái thẻ 200 nữa. Chơi 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 cố cho đến mốc ấy đi em. Chơi cố cho mốc 80 điểm đi. 300k á. K mới đủ à? Ừ, thế để xem chủ nick có chơi không? Không thì đến đây thì đến thôi. Đây nhá, 600 SC luôn. Nào thêm 300. 90 6 đến 8 93 3 đến 8. Ôi giời, hai gói này đều bịp như nhau. Lấy gói nào anh em? Lấy gói nào, lấy gói nào? Anh em chỉ tôi cái. Xem nào bịp hơn. Anh em vote đi. 1 lấy 1, 2 lấy 2. Anh em vote đi nào, vote đi nào, vote đi nào. MC á? 6 đến 8 á? 38 bịp à? Ok, thế 6 đến 8 nghe anh em nhá. 5 đến 7 hơi bịp. Thôi 6 đến 8 luôn đi, biết đâu ra cáp ngon thì sao. Rồi cái này mới đau đầu này. Cái này mới đau đầu này. Đấy, cái này mới đau đầu này. Mốc 100 này cũng đau đầu này. Icon Đức với lại Brazil nữa. Anh em toàn thích icon nhỉ? Toàn icon thôi. Mà 6 đến 8 đấy. Thế thì icon nhá. Ok. Chưa follow cho anh cho mình xin một follow nhá. Cảm ơn anh em. Lâu rồi không like lại, hôm nay like tí rất mong anh em ủng hộ. Mốc 100 này là tổng hết là đây là 120 mấy điểm ấy là hết 6 8 6 là 1000 hơn 1000 FC 1000 2000 tư đấy. 1000 2000 tư FC đấy. Xem mốc về hết chưa? 6 đến 8 này. 6 đến 8 này. Có ai cần chưa về à? Đợi tôi có ai cần về à? Rồi, có ai cần về nốt rồi. 100k được 200 FC em. Không lag gì. Ok, đấy. Quà về hết rồi nhá. Quà về hết rồi. Đấy thì tổng BP trước đi. Tổng BP chơi 100 vòng nâng cấp huyền thoại. BP của 100 vòng nâng cấp huyền thoại này. Xem được bao nhiêu biết ngay. Ba mươi bốn tỷ cơ. Uầy, toàn BP à? Ảo vậy. Được hẳn 34 tỷ. 100 vòng mà được hẳn 34 tỷ. Tức là chơi 1.300. 1.000 vòng là 300 tỷ. Bịp nhờ. Dã man đấy. Quá dã man luôn.
nhiều đúng không? Quá nhiều. Rồi, giờ mở gói từ cái mốc bé trước nhá. Đấy, 96/8 này. Mở đi. Mở đi. Pháo bông thì ăn cướp rồi. Ôi, cô va kích luôn này. 6/8 là cộng 8 này. Ra được 90, ra được 90 xem nào, cộng 8 là 15. Mà đây là đây là 93 ơi, 90 ra được 93. Cũng tạm. Cũng tạm nha, không 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 chê lắm, ra 93. 90 ra được 93 này. Việt Nam 102 đến 4 này thì tôi bịp lắm. Mấy gói này con này bán được á? Bán được thì ngon. Ui, cái này còn ra được Phan Văn Tài em này. 109 này. Có phôi. Đây, RTL cộng 5, 101 cộng 5. Ra cao cao thì kiếm phôi nào. Biết đâu CR7 đúng không? Khó bông này. Lại 109 à. Đấy, nhiều phôi luôn. Ha, không ra được phôi 111 có vẻ ngon không? 3 đến 5 này. Mở này. Ra cô vào kích đầu tiên rồi. Nữa. Ôi 110 luôn. Ok kìa, bịp thế nhở. Bịp bịp vào đấy. Nghe thấy mùi bịp bịp vào đấy. Này mở gói chính dễ toang lắm. Nghe mùi bịp bịp vào đấy. Ok kìa, lag luôn kìa. Alo ạ. Alo. Sẽ lag luôn rồi. Ảo thế nhở. Ảo thế đấy. Lag luôn ạ. Không ấn được cái gì luôn này. Chết rồi. Áo ra vào lại à? 60 đến 8 ra cũng. Rồi để áo ra vào lại anh em nhé. À đây rồi, đây rồi. Mẹ phải dọa nó thì nó mới chịu trở lại ạ. Đấy, tiếp một gói. Gói vừa lấy ra ngon quá, gói này sợ toang nên là phải nháp nháp. À bị lác. Rồi thế thì áo ra vào lại nhập luôn gói này nhỉ. À, cho xin gói cáp cộng 8 nào. Vật đi. Cho xin gói cáp cộng 8 nào. Lửa đi. Xin cái lửa nào. Ok, lại MC ạ. Cô đưa gần ạ. À, cộng 8 về 112 không? Cay thế nhờ. Cay thật đấy. Lại không nghe lại đập luôn. Cộng 8 phải là bán được không? Cũng tá là bán khá khá đấy. Bị quá trời. Anh em rảnh rảnh thôi, mình xin ít tin tay nhá. Bực quá trời. Đấy, gói chính. Không, không, không mở được mấy gói cùng lúc hay sao ấy. Anh em rảnh rảnh cho mình xin ít tin tay phát. Company. Rồi mở gói chính luôn nhá. Mở gói chính xong dọn rác. Xin một cái lửa đi. Xin một cái lửa đi bạn ơi. Mở nào. Mở nào. Xin một cái lửa. Lửa đi. Cái đậu mẹ cụ Socrates. Lẩm tích nhỉ. Cam mà xin có KK nữa mà. Niệm vãi cả trưởng luôn. Kiếm mít phôi cái mà khó khăn với mình. Khó khăn với mình quá trời. Khó khăn với mình quá trời.
Đây, mỗi cô và kích ngon ạ. Mở rác xem ra được cái gì. Ôi giời, ra được MD Lite cộng 1 này. Toàn cộng 1 này. Cày thật đấy. Ra được TN nhưng mà lửa không. Pháo bông 108. Không ra thằng MC nào nhỉ. Rồi, chốt nha. Ra được Kovacic này, Kodagon này, Andy Young này, Phan Văn Tài Em này, Flaco này, Skokrates này. Đấy, còn lại thì toàn phôi thôi. Đấy là vừa mở ra từ 100 nhá. Với lại thu được 35 tỷ BB tươi nữa. Hơi đen. Hơi bị đen. Phong Lan lại cộng 1 à? Ảo ra đấy. Phong Lan vẫn đang cộng 1. Bảo kiếm phôi nhưng mà không kiếm được phôi này, hơi đen. Ừ, đập rút đi mà, đang kiểu mồi đập này trước. Chắc chắn là đập rồi. Một này, một này, Lewandowski có lên không? Hai con về một. Đấy, hai con về một, thêm hai con 4 đến 5 nữa. Hai con 4 đến 5 nữa. Đừng báo anh là được nhá, mấy thằng quê em nhá, Nuke 3. Về một tiếp này. Một con về hai đi là đẹp này. Mười tỷ đấy. Hai này. Ấn rồi mà, thành ba nhịp à. Về một tiếp này. Ôi, chuỗi ghê nhở. Quả chuỗi ghê gớm thật. Chuỗi ghê gớm đấy. Cái gớm vậy thì đập luôn thôi. Ôi giời ơi, ba vạch. Ba vạch nhá. Một này. Hai này. Ba này.
bốn này, chơi này, nâng nào, kìa bốn bạch bốn nhịp rưỡi à, lên không, ôi dồi mẹ về hai ạ. À. À. Please. Please. Ơi mẹ mày. Bị phải nồi. Không lên được, không lẽ là phô đường 6. Không lên được 5. Bốn này. Năm. Nì toàn lắm. Sáu. Bảy. Chơi đi. Về bốn à. Mẹ à, mày không tin là mày có thể mày nát như thế này được. Chịu chịu chịu. Không làm pháp sư được. Lê được đúng không vô lần. Nản thật đấy. Lê được đúng không vô lần vô lần. Còn lại à, toang. À. Trăm hai mốt tỷ giờ mua thêm con nào nhỉ? Xem trăm hai mốt tỷ mua con nào. Nâng cấp đội hình. Pulisic ngon này xong đá nhỉ? Không biết bạn đá đội hình A, B, C. Beckham, Beckham đá cánh này. Xem có Hazard mùa bép cấp không? Eden Hazard mùa bép cấp.